Sáng ngày 21 tháng 9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì lễ đón và hội đàm với Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino và công nương Kiko thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón chính thức, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Hoàng thái tử Akishino đã tiến hành hội đàm. Trên chặng đường hơn 35 năm đổi mới và 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Bản đã luôn tích cực tham gia hỗ trợ đồng hành cùng việt nam trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế xã hội đặc biệt những năm qua quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng của châu á giữa hai nước đã đạt được nhiều bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện hiện tại nhật bản là nước tài trợ viện trợ phát triển chính thức lớn nhất đối tác hợp tác lao động thứ hai nhà đầu tư và đối tác du lịch lớn thứ ba đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản thời gian qua phát triển mạnh mẽ và toàn diện với mức độ tin cậy chính trị cao giao lưu tiếp xúc cấp cao các cấp và các kênh diễn ra sôi động lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm tiếp xúc tại các diễn đàn quốc tế và khu vực